Thưa quý vị và các bạn, một ngày trải nghiệm làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức là một sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho các em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trong dịp hè này. Không chỉ giúp các em hiểu hơn về công việc của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hoạt động này còn trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, giúp các em nhận biết được những nguy cơ cháy nổ trong cuộc sống hàng ngày để phòng tránh. Chúng ta phải đứng trên hướng gió và chúng ta tham gia, chúng ta chữa cháy. Đặc biệt bình này các em hãy nhớ là nắm lên cái lo phun, không được nắm lên các thiết bị đồng. Khi mà nắm này chúng ta phải nắm đúng tư thế này và chúng ta phun, thì đó là chúng ta sẽ dập tắt được đám cháy. Tại buổi trải nghiệm, hơn 70 em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy nổ, cách nhận biết và sử dụng bình chữa cháy, thực hành thao tác sử dụng vòi nước chữa cháy, vân vân. Qua đó, không chỉ giúp các em có kiến thức về phòng cháy nổ, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Con cũng thích là ngoài lý thuyết ra, mình còn là thực hành cầm những cái bình xịt để mà làm giống như là ngoài đời luôn. Hiện tại thì con được học nhiều cái như là được phổ cập kiến thức là những cái nguyên do khi mà dây cháy nổ, hay là được trải nghiệm những cái dụng cụ hoặc là được thực hành tại chỗ. Ngoài kiến thức về phòng cháy nổ thì kỹ năng xử lý thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra, thực hành thoát nạn khi có khói, khí độc cũng là một trong những nội dung tạo được sự thích thú cho các em. Không ngồi xuống, lần phải bảo tồn nào. Đúng rồi, di chuyển lần lượt trong ở đó. Đến khi nào mà cái khu vực mà hết khói thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp lên tới cầu thang. Trong cái buổi tập huấn hôm nay con được học những cái kiến thức quan trọng như thoát nạn, đặc biệt là trong những cái đám cháy. Khi mà con bị mắc kẹt trong một cái phòng bị cháy thì con sẽ cần làm những việc gì, như là nếu như mà bị cháy ở thì con sẽ sử dụng cái khăn, sau đó con nhúng nước và con để lên mũi, nằm sát mặt đất và sau đó là con đi ra ngoài, di chuyển ra ngoài để thoát. Những kỹ năng này thì giúp cho các cháu nâng cao được cái nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Và trong một số tình huống khi có sự cố cháy nổ thì các cháu có thể vận dụng những kiến thức này để áp dụng trong thực tế. Sau buổi trải nghiệm, các em đã hiểu hơn về sự khó khăn, nguy hiểm mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối mặt trong quá trình làm nhiệm vụ. Từ đó, ngoài việc trang bị những kỹ năng thoát hiểm cho bản thân, các em càng nâng cao ý thức hơn trong việc phòng cháy nổ tại gia đình.